Cũng tại địa bàn Quảng Điền, trong ngày hôm qua và hôm nay đã tái diễn tình trạng cá nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt khiến người dân hết sức lo lắng. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong vòng 2 tháng xảy ra hiện tượng này. Chính quyền và các đơn vị chức năng đang triển khai nhiều biện pháp để cứu số cá còn lại trước khi tính đến các giải pháp dài hơi hơn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hai ngày qua là khoảng thời gian sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo lắng của nhiều hộ nuôi cá lồng thôn Phú Lương A, xã Quảng Thành. Theo ghi nhận của người dân, bắt đầu từ đầu tuần sau một trận mưa dông, mặt nước khúc sông Bồ qua địa bàn có dấu hiệu chuyển đỏ. Các ngày tiếp theo, hơn 60 lồng cá của người dân xuất hiện hiện tượng bọt khỉ xung quanh. Cá lồng số thì chết, số còn lại nổi lờ đờ. Dù được người dân tích cực sử dụng máy sục khí nhằm tăng cường oxy 24/24, nhưng số cá còn lại vẫn trong tình trạng khá yếu. Đáng chú ý, gần 1 tấn cá chết nói trên chủ yếu đều là cá trắm cỏ, đạt từ 3 đến 4 kg, đã đến kỳ thu hoạch. Cá trắm cỏ hiện nay có giá trên thị trường hơn 60.000 đồng 1 kg, nhưng nay đành phải bán lỗ cho thương lái với giá chưa đến 17.000 đồng 1 kg. Đa số là cá to lên nó chết nhiều, thất thu rất nặng, nuôi một cá 2 năm trời là nếu như Tết nên nếu tôi bán được là phải 5-60. Cái trận mưa to vừa rồi á, là nước đến đông ruộng á, là rớm ra, nước của rớm ra rồi kìa, họ bơm thuốc cỏ, do vậy là tạo ra cái nguồn ô nhiễm quá lớn. Hơn nữa dòng sông ngay quá là có bộ phận kỹ thuật về đó oxy thì không có oxy. Ngày qua nó trực ra cho anh em nó trực thực ngủ thực ngại á, mà để mà trực luôn cả, thành như chịu mừng được cái chuyện đó. Mà nó trực ra cho anh em ngơ ngực luôn, nó trực chứ đừng là nó trực giảm những người mà giảm khủng hồn luôn. Theo thông tin từ Trung tâm Khuyến Nông tỉnh, nguyên nhân cá chết ban đầu được xác định là do môi trường nước thay đổi đột ngột, dòng chảy yếu, dẫn đến hiện tượng cá chết do lượng oxy trong nước giảm. Nắm bắt được tình hình, chính quyền địa phương đã vận động người dân tích cực sử dụng máy sục khí, bơm nước vào lồng để tăng cường oxy nhằm cứu số cá còn lại, nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh để cải tạo môi trường. Cho đến thời điểm sáng ngày 12 tháng 9, tình trạng cá chết về cơ bản đã được ổn định. Có cái đánh giá xác định thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà trong đó có cái nguyên nhân là do cái cá bị ngộp do thiếu oxy. Thì chúng tôi đã chỉ đạo trước mắt là bà con là sử dụng tất cả các cái loại máy bơm mà phục vụ trong nông nghiệp để dùng để tưới rau để là tạo cái nguồn oxy để là bảo vệ cái số lượng cá còn lại. Chúng tôi thì cử cán bộ nắm bắt cái tình hình của bà con, đồng thời chỉ đạo là bà con là có cái kế hoạch là thu gom những cái con cá mà bị chết để là có cái xử lý cái môi trường cho nó an toàn đảm bảo. Tính từ thời điểm tháng 7 đến nay đã xảy ra liên tiếp 2 vụ cá chết hàng loạt trên sông Bồ gây thiệt hại hàng tỷ đồng đối với người nuôi cá lồng. Đã đến lúc các cơ quan chức năng và các địa phương cần thắt chặt quy định nuôi cá lồng, trong đó chú trọng đến quy hoạch diện tích, mật độ nuôi, khuyến khích phát triển các mô hình nuôi cá lồng theo hướng tập trung, đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ thuật nuôi trồng cho các hộ dân nhằm giảm thiểu những thiệt hại đáng tiếc đối với người dân.